rõ ràng đi, đưa ra cái phương án cụ thể rõ ràng đi, chứ còn như em là em cũng không thể nuôi được mẹ đâu, không có thời gian. Thế theo em như này nhá, cứ mỗi đứa là 15 ngày nuôi mẹ, hết hạn 15 ngày nhà đứa nào thì mẹ tự ôm quần áo đến nhà đứa kia ở. Đấy, thế cho đỡ phải tị nhau. Là... như thế đã được chưa? Đấy, nghe hơi khó, phương án khó đó. Khó thì bây giờ anh còn phương án nào nữa, bây giờ anh cũng đều, anh là con trai mà anh cứ đùn đẩy trách nhiệm cho bảo em là con gái, như thế không được. À, bây giờ anh có ý kiến thế này này, tức là vợ anh ấy thì không thể về họp của gia đình hôm nay được, mà giờ anh là đại diện cho gia đình anh về thôi. Mẹ bây giờ là tuổi cao hơn nhiều rồi đấy, bây giờ các cậu bậc đi xem đi, ngoài 80 tuổi rồi, gần 90 tuổi rồi, mẹ ở một mình là đương nhiên là không được rồi. Mà bây giờ mẹ đã mất bao nhiêu công sức, sinh các cậu bậc đi ra, nuôi các cậu bậc đi khôn lớn như có được những ngày hôm nay ấy, thì mẹ mất bao nhiêu là công sức, mồ hôi nhiều mặt, chứ mẹ không sung sướng như đâu. Mà bây giờ các cậu bậc đi cứ luôn đẩy nhau để nuôi mẹ như thế, một người 15 ngày, hết 15 ngày thì mẹ uống quần áo để ở người khác. Các cậu bậc đi nghe như thế được không? Theo anh như thế này này, nếu như các cậu ở kia mà không nuôi được mẹ thì anh xin phép, tức là thay lời với vợ anh là xin đón mẹ về với, ở với anh, ở gia đình anh. Gia đình anh xin phép anh nuôi mẹ. Em không đồng ý như thế. Bác nói thì khôn quá. Bác đón mẹ về xong rồi mai kia nhà cửa đất đai lại bác hưởng tất à? Đúng rồi đấy. Em không được cái gì à? Bác tính xa... bác tính xa em quá đi đấy. Thì bây giờ tốt nhất là cứ theo lần lượt theo vòng 15 ngày đấy, em thấy hợp lý. Làm như thế thì cần gì nói như thế, làm như thế có tội mẹ quá không? Nhưng mà như thế mới công bằng, mà ai bận mấy thì bận, đến ngày là phải chăm mẹ. Đúng rồi, như thế là công bằng rồi. Như thế là có trách nhiệm, đứa nào có trách nhiệm. Anh đang nói đấy là cái việc nuôi mẹ thôi, chứ còn cái việc đất cả hay là tài sản gì của mẹ anh chưa hề nói đến cái gì cả. Anh như này cả, mà anh cũng không có suy nghĩ như là các gì cả, cậu nói nghĩ như thế đâu. Mẹ là sinh ra vừa anh, nuôi vừa anh khôn lớn mà như là thành đạt như ngày hôm nay. Bây giờ anh là có trách nhiệm là nuôi mẹ để bảo vệ mẹ thay cho vừa anh thôi này, bởi vì anh có được vừa hôm nay thì cũng là nhờ mẹ sinh vừa anh ra và nuôi vừa anh khôn lớn. Cho nên anh chỉ là nói để nuôi mẹ, chăm sóc mẹ lúc ốm lúc đau lúc tuổi về già thôi, chứ anh chưa nghĩ rằng là nói lấy đất của mẹ hay là tài sản gì của mẹ cả. Ai biết được bác tính thế nào. Thật, bây giờ thì cứ nói thế, sau này bảo đấy, tất cả là anh nuôi mẹ từ A đến Z hết, thì bây giờ đất đai là của anh, khó biết trước được lắm. Thế hóa ra là hai cô cứ bấy giờ cứ lăn tăn mỗi vấn đề đất đai của mẹ. Bây giờ thế này này, tôi nói này, tôi là trưởng, hai cô xem nếu như cái giải pháp này mà được thì hai cô thay tôi giải quyết việc luôn này. Đất cát này tôi sẽ để lại cho hai, chăm sóc mẹ đến lúc mẹ mất thì thôi. Nào, ai đứng ra nhận để chăm sóc mẹ? Nếu không chăm sóc được mẹ lúc ý dậy và đừng có đần đẩy nhá. Nào, giờ ai đứng giơ tay ra nhận đi. Anh là con trai trưởng, anh phải có trách nhiệm với mẹ. Còn cái chuyện mà đất cát với lại nhà cửa với tài sản ấy là phải chia đều tất, không có chuyện một mình bác hưởng. Thật ra anh nói với gì về cả cậu này đấy, cả gì về cả cậu xem mẹ này gần 90 tuổi rồi đấy, nhìn mẹ còn đáng thương không? Cả khi cả cậu bây giờ chưa gì là cái nhân đòi chia nhau tài sản, đun đẩy cái trách nhiệm với mẹ. Anh không nghĩ đến cái tài sản của mẹ đấy, nhưng mà anh muốn là làm sao để cho mẹ có một cuộc sống chợ ấm no. Rồi mẹ cũng quá vất vả rồi, nuôi chúng ta khôn lớn rồi. Bây giờ anh muốn để cho mẹ với những được nghỉ ngơi cho nó thoải mái. Bây giờ cả khi cả cậu nghe xem, nếu như mẹ mà không nản tai mà mẹ nghe được cái câu chuyện của hôm nay của cả khi cả cậu bàn chuyện như này, mẹ có đau lòng không? Anh nói với các cậu, với các gì này, rồi sau này ấy, mình cũng có con, rồi mình cũng đến tuổi già cũng như mẹ thôi. Không ai thể nói là cái nhân là tôi cứ trẻ mãi, tôi khỏe mãi, tôi không già được cả. Còn các gì các cậu mà không nuôi được mẹ thì anh nói là anh xin phép anh đưa mẹ về anh nuôi. Đấy, nếu như mà bác có điều kiện để bác có thể đón mẹ về mà chăm lo cho mẹ được thì bác đón. Còn thỉnh thoảng thì anh chị em sẽ đến thăm. Còn nói riêng là đón mẹ về thì đón, nhưng mà tài sản là của bọn em ấy nhá, không phải là của bác đâu nhá. Nói rõ quan điểm là trước là như thế. Có bao giờ anh thì anh đòi cái tài sản của mẹ đâu. Cứ nói trước thế. Cứ nói trước thế.
lúc sau bác ấy đòi hết tài sản.